Ok, xin kính chào quý anh chị nhà tư. Chúng ta quay trở lại với kênh YouTube của em Tomorrow Invest trong uh, phiên dịch ngày uh, thứ ba, 16 tháng 5 các anh chị ha. Uh, thì uh, hôm nay cũng cái kịch bản khá là giống và tương đồng uh, với lại cái phiên ngày hôm qua. Thì thị trường chúng ta cũng uh, xuất hiện một cái gap up lên. Đấy thì có thể là một cái nhịp hồi phục nào đó uh, khi mà cái việc mà uh, trong phiên ATC ngày hôm qua nó đè giá khá là là là, là nhiều ở một số các cái mã cổ phiếu Nhất là cái cái mã cổ phiếu uh, nhóm uh, bất động sản này hay là nhóm uh, dầu khí này. Đấy thì hôm nay là nhóm dầu khí là uh, Tuấn thấy có một cái sự nổi bật hơn hết. Đặc biệt nhất là ở nhà cái cổ phiếu là PVS bởi vì sáng sớm vô là PVS nó mở với gấp up lên và nó lên thẳng đứng luôn mọi người. Và volume nó vào rất là tuyệt. Các anh chị ha, thầy các anh chị mà thấy là hôm qua là Tuấn cũng đã có những cái uh, chia sẻ về cái nhóm dầu khí này rồi nó vẫn sẽ là những cái cơ hội rất là lớn cho các anh chị chúng ta ở những cái giai đoạn phía sau tới đây mà các anh chị chúng ta cực kỳ là đặc biệt phải lưu ý nhé thì đó thì Tuấn cũng đã chia sẻ với các anh chị chúng ta rồi đó, thực sự đã chia sẻ cũng uh, tương đối là lâu cách đây cũng phải tầm uh, 2 tuần Đấy, cách đây cũng phải tầm 2 tuần rồi các anh chị ha cách đây cũng phải tầm 2 tuần rồi à, chứ không phải là tới tận bây giờ thì, thì 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 Tuấn mới uh, um, chia sẻ đến với lại là các anh chị nhà đầu tư đâu đúng không ạ? đó rồi, ngoài ra thì bên room của Tuấn ấy thì Tuấn cũng đã lấy những cái vị thế ví dụ như là BBC này. Các anh chị chúng ta hình dung ở đây là BBC là mình đã lấy từ những cái vùng nền phía dưới rất là sớm rồi. Đâu rồi nha? Bum 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 bum. Đây. Các anh chị mà thấy này, mình bắt đầu mình mua BBC từ là cuối tháng 4. Tức có nghĩa là mình đã cầm khoảng tầm là hai tuần rồi, hơn 2 tuần nay rồi. Đúng không ạ? Mình mua là mình mua ngay vùng nền này. Các anh chị mà thấy không? Ạ? Đấy, mua 15.4 cho tới vùng 15.6 và sau đó là mình tiếp tục mình gia tăng à khi mà mình tiếp tục mình gia tăng đây tuần trước thì mình đã mua tiếp tục mình mua gia tăng tại cái vùng giá là 16.1 16.2 đấy coi như là mình có thể là mình lấy full vị thế luôn đối với lại là 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 BVC thì đó thì cái giá trung bình của mình là như mình có giới thiệu là nó cũng chỉ có quanh 15.8 cho tới vùng 15.9 thôi không không quá là nhiều đấy một cái ngưỡng rất là an toàn hai cái chị một cái ngựa rất là an toàn mình cũng đã có những cái sự chuẩn bị rất là uh, chi tiết cũng như là mình phải như nào nghiên cứu à, mình phải nghiên cứu các anh chị mình phải nghiên cứu chứ không phải là mình mua bừa đâu đấy và cái khả năng đi lên của cổ phiếu uh, là là là, là tuấn nhắm là nó sẽ phải lên được và đủ cái độ tích lũy đúng không ạ à? từ những cái đợt mà tuấn cảnh báo với các anh chị chúng ta là nhóm dòng dầu khí á, là nó sẽ mất khoảng tầm bao lâu bao lâu bao lâu đó thì đã mới vào lại cái sóng chính của mình đấy chẳng hạn như BiVet là tuấn cũng đã cảnh báo với các anh chị nhà đầu tư ở những cái thời điểm này này đấy từ ở những cái thời điểm này này đấy, tuấn bảo là ừ chắc nó cũng phải mất khoảng tầm là từ hai cho tới là bốn tuần thì nó mới vào bắt đầu vào cái sóng chính thì các anh chị chúng ta đếm xương xương này có phải là khoảng tầm là một tháng rồi không từ cái giai đoạn 14 tháng 4 đến nay thì có phải là một tháng không ạ? Tức có nghĩa là 4 tuần. Đúng không? Tức có nghĩa là 4 tuần. Và nếu mà nó đẩy vào một cái bước sống chính nữa thì đâu đó có nghĩa là khoảng mất thêm khoảng tầm là hai tuần nữa. Trong vòng 2 tuần nữa là nó sẽ bứt thoát được cái vùng đỉnh 27.5 này nha. Nó sẽ bứt thoát được vùng đỉnh 27.5 27.7 này. Đấy, thì hiện tại nó bắt đầu cái volume tiền nó cũng đã vào rồi. Các anh chị mà thấy nha thì cũng là hôm nay là do có một số cái tin tức tốt đến việc là như là eh, liên quan gì đó tới điện đó, khai thác điện đó. Thì có thể là PVs cũng, cũng 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 có dính dáng gì đó cho nên là tôi nghĩ là nó mới được hưởng lợi như thế này. Đấy hoặc là PVC cũng tương tự như vậy. Đó, BBC cũng tương tự như vậy. Nhưng mà nhìn vào BVD thì là, là 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 chưa có gì là, là, là đặc biệt cho lắm. Nhưng mà BVD ở đây nó cũng đã hấp thụ lại trước, các anh chị ha. Nó đang hấp thụ lại trước những cái gì, à? À, những cái 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 cái, cái uh, cung cung hàng bán ra ở đây và cũng như là dần dần nó đang hấp thụ trở lại rất là tốt như thế này. Nó thay máu lượng nhà đầu tư mới. Thế thì cái việc mà mua quanh ngưỡng vùng 22, đấy, cho tới vùng 22.5 ở đây, thì theo em thấy nó vẫn sẽ còn hợp lý cho các anh chị chúng ta có thể là mua mới được. Đấy, thật sự là đợt trước á, thì mình lại không chọn BVD ở những cái vùng giá 20.5 cho tới vùng 21 ở đây thì cũng là là, là hơi xui chút xíu mà thay vào đó là mình chọn BBC đấy nhưng mà không các anh chị ha kiểu gì tụi nó cũng sẽ lên cùng với nhau thôi bởi vì khả năng xác suất rất là cao là sẽ có cái nhóm sóng dòng nhóm dòng chứng khoán các anh chị đấy các anh chị ta lưu ý điều đó ha thì có cái sóng dòng mới nó uh, xảy đến thì chắc chắn rằng là, là cũng sẽ có cái những cái dòng khác nó sẽ bắt đầu nó uh, tái tích lũy trở lại cũng như là uh, điều chỉnh trở lại đấy nên là các anh chị chúng ta cần phải biết được rằng cái nhóm nào là cái nhóm mà sắp tới nó sẽ có cái yếu tố là nó đi ngang nó điều chỉnh và nó tích tái tích lũy trở lại các anh chị nhá cũng giống như là cái quá trình mà của nhóm đầu tư công đi chẳng hạn trong cái quá trình mà nhóm đầu tư công này các anh chị mà thấy nó cũng đã đi lên từ tháng 11 cho tới tận là tháng 2 thì bắt đầu trong cái giai đoạn là từ uh, cuối tháng 2 và khoảng tầm là tháng 3, tháng 4 đúng không anh chị? Tháng 3 bắt đầu từ giữa tháng 3 là 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 các cái cổ phiếu nào thì bắt đầu nó đang nhen nhóm nó đi lên à. À đó chính là nhóm dòng chứng khoán đúng không? Thì trong khi đó thì lại là cái nhóm dòng uh, đầu tư công này thì nó bắt đầu nó cứ kiểu nó lình xình, lình xì nó lên cũng chẳng bao nhiêu. À, một khi mà nó giảm nó cũng điều chỉnh giảm cũng tương đối là là, là nặng nề. Nó khiến cho các anh chị chúng ta bị chôn vốn cũng như là anh chị nào mà mua mới ở đây nha anh chị nào mà mua mới đây nó cũng sẽ bị chôn vốn các anh chị chúng ta một cái khoảng thời gian tương đối là lâu hai tháng trời đúng không ạ, đấy cho nên là các anh chị chúng ta phải hình dung ra được là khi mà có nhóm sóng dòng mới xuất hiện thì cái nhóm leader dẫn dắt trước đó nó sẽ rơi vào cái trạng thái là gì, là nó tích lũy trở lại nó uh, đi ngang và nó như thế nào ạ, uh, nó phải rủ bỏ những nhà đầu tư uh, ra bước đi thì để với nó gom lại một cái lượng hàng chứ chứ đâu phải là nó cứ đánh hoài đánh mãi được cho các anh chị chúng ta đâu đúng không ạ? Đấy. Nên là chúng ta hiểu cái điều đó thì chúng ta sẽ nắm bắt được những cái cơ hội liên tục liên tục như vậy. Đấy. Và chúng ta sẽ gia tăng những cái phần lợi nhuận các anh chị. Đấy, từ có phải là bắt đầu từ tháng 2 là sau khi mà dòng chứng khoán nó điều chỉnh xong mà bắt đầu nó đi lên luôn đúng không ạ? Đây này, dòng thứ cuối tháng 2 bắt đầu vào đầu tháng 3 bắt đầu nó đi lên đi lên dần này. FTS cũng tương tự như vậy này các anh chị. Đấy, đầu tháng 3 cũng bắt đầu đi lên đi lên đi lên dần này. Mạnh mẽ nhất là bắt đầu là từ giữa tháng 3 đấy, cho tới là đầu tháng 4 đúng không ạ? À, đúng không? Rồi hay như BSI cũng tương tự vậy này. Đấy Tuấn nói đâu sai đâu, nó sẽ có những cái sự chuyển dịch chuyển giao giữa các dòng với nhau. Đó. Rồi à, gì nữa nha. Ừ, ORS này, AGR này. Đấy các anh chị mà thấy. Nha thì tới lúc này thì tụi à, dòng chứng khoán thì theo Tuấn thấy á và Tuấn nhận định á là nó đã tạo ra một cái điểm ban Max rồi nha. Tuấn khả 80% là Tuấn nghĩ là nó đã tạo đỉnh một cái nhịp ở ban Max rồi có chăng thì hiện tại nó vẫn sẽ có những cái mã cổ phiếu nhóm dòng chứng khoán nó vẫn còn tăng được đó chính là cổ phiếu vix này hoặc là ors này ấy, hoặc là VDS này những mã cổ phiếu này nhỏ ha à, biết vì sao không các anh chị giống như là ở đây nó vẫn gieo cho các anh chị nhà đầu tư những cái hy vọng ấy giống như là đang thả con tép mà nó bắt con tôm vậy đó chứ các anh chị chúng ta nhìn ở một số mã cổ phiếu dẫn dắt ở giai đoạn đầu của nhóm dòng chứng khoán đi chẳng hạn như BSI này nó đã tạo ra những cái điểm bay Clay Max ở đây rồi đấy nó đã tạo ra những cái điểm bay Clay Max ở đây rồi này các chị mà thấy không ạ nhìn một cái thôi là bắt đầu là thấy Tuấn đã nói với mọi người là đường MA5 nó đã cái, bắt đầu nó cắt xuống đường MA10 rồi và bắt đầu ba cái đường này nó xiết lại thì thường là nó sẽ cắt xuống cái đường MA20 này và cũng như là RSI bắt đầu nó cho phân kỳ âm dần 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 rồi này rồi ngay cả MACD nó cũng đã cắt xuống ở những cái thời điểm như vậy rồi thì sao ạ thì cái việc mà điều chỉnh có thể điều chỉnh từ cái vùng đỉnh này. Đấy ví dụ như là cái vùng đỉnh của nó bữa nào nó đạt giá cao cao khoảng tầm là 30.7 hoặc là 31 đi chẳng hạn. Nó có thể điều chỉnh khoảng tầm 15% về lại cái điểm gì ạ? À? à có thể nó về lại tới cái điểm uh, BS đây. À, đây này. Điểm là điểm, điểm BSI này. À điểm BSI đi nè. Nói chung là cái điểm pre primary uh, điểm primary uh, um, uh, uh, supply đó. Đấy là cái điểm mà bắt đầu cung lượng hàng nó ra dần đầu tiên. Đấy là quanh 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 cái ngưỡng này thì nó có thể là nó sẽ về lại đây, nó thu gom lại. Đó, nó về lại đây nó thu gom lại. Hoặc là cái nhịp này điều chỉnh nó cũng sẽ khá khá đấy, nên là các anh chị chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý nhé. à, cũng đã có những cái sự cảnh báo cho các anh chị chúng ta ở dạo các cái video gần đây rồi. Được chưa? Rồi chính vì thế mà hôm nay là coi như là dòng chứng khoán này thì Tuấn cũng đã cho chốt thêm 50% còn lại đó là MBS luôn ấy cảm thấy mà mình uh, uh, không còn cái 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 khả năng nó đi lên hoặc là cái động lực để mà cổ phiếu nó tăng mạnh mẽ nữa thì ok mình sẽ ra mình sẽ ra sớm và mình bắt đầu mình chuyển dịch sang các cái dòng khác để mà không bị bỏ lỡ những cái điểm mua đẹp đúng không? là những cái dòng khác các anh chị ha ấy có thể là nhóm dòng chứng khoán này nó vẫn có thể nó tăng lên được đâu đó khoảng tầm là năm bảy phần trăm chẳng hạn như là vậy đấy nhưng mà uh, các anh chị chúng ta thay vào đó các anh chị chúng ta thể bán sớm đi chúng ta Uhm, dịch uh, chuyển cái dòng tiền của mình sang những cái mã cổ phiếu khác nó đang có những cái điểm mua đẹp và những cái điểm mua tốt hơn để mà chúng ta có thể là như nào ạ à? à tham gia vào và chúng ta kỳ vọng ăn được nhiều hơn 10% 15% hoặc thậm chí là 20 30% đấy. còn hơn là chúng ta như nào ạ à? thấy cái động lực tăng của nhóm cổ phiếu hàng chứng khoán nó gần như là không còn gần như là là là, là, là có thể nó sẽ bước vào một cái giai đoạn tái thích lũy trở lại thì chúng ta sẽ như nào ạ à? chờ đợi cái cái quá trình tái tích lũy trở lại nó xong nó đầy đủ á thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta tham gia cũng giống như cái nhóm dòng đầu tư công này các anh chị đã thấy mà cũng giống như đầu tư công như thế này đấy nó cũng đi lên nó rướng, rướng 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 đi lên này lên thì bị bán này lên thì bị bán này cứ lên thì bị bán này xuống thì có hỗ trợ hờ, hờ, hờ. xuống thì có những cái hỗ trợ nó, nó 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 tham gia vào nhưng mà cứ lên là bị bán là sau đó bắt đầu nó điều chỉnh điều chỉnh sâu xuống những cái vùng phía dưới các anh chị đã thấy mà hình dung không ạ à? thì BSI nó cũng đang giống giống cái 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 nhịp như thế này đấy, cứ lên là bị bán lên là bị bán này rồi sau đó nó dịu dịu dần và, và và điều chỉnh dần điều chỉnh dần về lại cái vùng bên dưới ở đây có phải BSI nó cũng tương tự không các anh chị phải nhìn đây nè đấy có phải nó đi lên là bị bán này có thể nó hồi lên lại này tiếp tục bị bán này kiểu gì nó cũng sẽ phải có một cái pha mà nó về lại quanh cái ngưỡng vùng 27.5 À, các anh chị ta lưu ý nhé kiểu gì tôi nghĩ là nó cũng sẽ về lại quanh cái ngưỡng vùng 27.5 ở dưới đây không sớm thì muộn thôi các anh chị không sớm thì muộn mà nó cũng sắp sắp rồi chứ cần gì nữa Đấy, bét cũng tương tự vậy, cũng đi lên là, là là là, đi lên này, lên là bị bán, lên là bị bán. Thì kiểu gì nó cũng sẽ có một cái nhịp nó về lại xuống dưới ở vùng quanh ngưỡng vùng 15.8 cho tới vùng 16. Thì xuống dưới đây thì lại là cái cơ hội cho các anh chị chúng ta thôi. Đấy. Được chưa? Chứ không phải là đây là là, là, cái nhịp mà để mà nó phân phối phân phối cái gì đúng không ạ chưa phải phân phối gì đâu mà nó đang tái tích lũy trở lại các anh chị nha do là cái lượng đeo bám của các anh chị chúng ta quá là nhiều cho nên là đánh lên là bị chốt lại thì nó sẽ không có đánh lên nữa nó sẽ rũ bỏ ra, à, nó sẽ phải rũ bỏ ra, các anh chị nhé, à, thì đó là cái đặc trưng của cái nhóm dòng chứng khoán ở giai đoạn hiện tại, nó có thể là trong khoảng tầm là một tháng tới, có thể là uh, hai tháng, hai tháng tới các anh chị nhé, nên là Tốn cũng xin cảnh báo với các anh chị chúng ta là như vậy, để mà chúng ta đừng có bị chung vốn đi, nha AGR cũng tạo đỉnh này hay như ABS cũng 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 có khả năng tạo đỉnh rồi này, Đấy. cẩn thận các anh chị nha, chúng ta hãy cẩn thận đi, bởi vì những cái mà cổ phiếu đầu cơ như thế này là các anh chị chúng ta sẽ cực kỳ cực kỳ là rủi ro nếu mà chúng ta đu vào những cái cây FOMO như ngày hôm qua đó là coi như là chết dở luôn đấy nha có hàng ai mà ngày mai mà đu hàng về một cái thôi nên dứt khoát chúng ta bán ra đừng có tiếc cái gì cả điểm mua sai thì đừng coi giờ mà tiếc cả hãy kỷ luật đi hãy cho mình một cái gì cả. cái dũng khí để mà mình sẵn sàng mình cắt lỗ khi mà mình đã mua sai ở những cái điểm mà mà nó thật sự là nó, nó ối rồi ôi như thế này luôn các anh chị nha đấy nên là chúng ta lưu ý những cái điều đó ha à, còn ví dụ chẳng hạn như những mà cổ phiếu mà nó chưa chạy hết cái biên của mình ví dụ như ORS này tôi nghĩ nó cũng sẽ chạy hết thôi nó quay về nó té lại 14 kiểu gì nó cũng quay đầu nó giảm à rồi hay như thằng uh, gì nữa nha thằng thằng uh, thằng vix này cũng tương tự vậy nó nó lên một nhịp một chút xíu nữa thôi là nó sẽ tèo lại ngay đấy à, cho nên là mọi người uh, hãy cảnh giác nhóm dòng chứng khoán ha à, đối với lại những cái vị thế ngắn hạn nha còn đối với anh chị nào mà thật sự á đã ôm rồi á, ví dụ chẳng hạn như FTS nếu như mà Tuấn nói rồi đó, nếu mà FTS mà nó không có thực sự nó chia cái cổ tức của mình trong cái giai đoạn vừa rồi á, không có chia bằng cổ phiếu hoặc là thậm chí là chia bằng tiền mặt thôi không á thì Tuấn đã cho sẵn sàng cho các anh chị chúng ta trong room khách hàng chúng ta nắm giữ rồi. Bởi vì một cái vị thế Tuấn mua ở vùng giá là trước, trước khi chia là 20 uh, 22 22 3 là những cái ngưỡng vùng giá cực kỳ là tốt các anh chị, cực kỳ là tốt đúng không? cực kỳ là tốt thì tuấn chả nó sợ gì ở những cái nhịp điều chỉnh cả đấy cho nên á là là mình thật sự là mình cũng không muốn bán đâu nhưng do là nó chia cổ tức cho nên là buộc lòng mình phải bán đấy thực sự nói ra thực sự là như vậy ha rồi đó là về nhóm dòng chứng khoán anh chị nha rồi ngoài ra tiếp theo thì có chứng khoán thì cũng sẽ có bất động sản đúng không đấy thì hôm nay đích cũng là một cái mã cổ phiếu mà phục hồi trở lại tốt này nó sẽ bước vào một cái nhịp cuối luôn phiên hôm qua là một cái phiên sách ao rồi thì các anh chị chúng ta cũng cần lưu ý cẩn thận nó kéo rướng thêm một vài phiên nữa tức có nghĩa là cái cây này là cái cây no demand này đấy cây cái, cái thanh này là cái thanh no demand ba này các anh chị em ta lưu ý nhưng sau cái cây no demand ba này nha sau cái cây no demand ba này ở, ở cận cái vùng đỉnh rồi thì các anh chị chúng ta sẽ thấy là như thế nào à? cổ phiếu xác suất rất là cao nó sẽ sớm điều chỉnh khoảng tầm là từ 3 cho tới 4 phiên tới đây tôi lấy một thêm một cái cây no demand cho các anh chị hôm nay ha đây này no demand này đấy khoảng tầm 3 phiên tới là nó sẽ chỉnh à, no demand này khoảng tầm 3 phiên tới là nó sẽ chỉnh cái anh chị đấy Nó là các anh chị chúng ta lưu ý giúp tuấn đi nha à, rồi ok được chưa tuấn nói là tuấn cảnh báo các anh chị chúng ta thứ tư thứ năm có thể là thứ sáu bất động sản nó sẽ quay đầu nó giảm mạnh hoặc là dòng chứng khoán thứ năm thứ sáu này nó sẽ giảm mạnh hoặc là có thể là sẽ giảm một cách nó từ, từ 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 nhưng mà chắc chắn nó sẽ tạo đỉnh vào khoảng tầm ngày thứ sáu đó các anh chị chúng ta lưu ý nha đất xanh cũng tương tự như vậy nha đất xanh cũng tương tự vậy ở quanh ngưỡng vùng đỉnh ở đây là khả năng cao nó sẽ không vượt được rồi kiểu gì nó cũng không vượt được hết các anh chị chúng ta đừng có ham hố ở đây làm gì nha chúng ta không thể nào chúng ta ham hố chúng ta mua thêm ở đây hoặc là mua mới ở đây được à, chỉ chủ yếu là canh và chốt lãi thôi được chưa ngay cả idj hôm nay tuấn cũng đã cho khuyến nghị với các anh chị nhà đầu tư trong khách hàng cũng bán hết quanh cái ngưỡng vùng à, tham chiếu 14.8 rồi hôm nay là mình bán khá là nhiều đối với lại các cái mã cổ phiếu uh, Ờ, nhóm dòng uh, chứng khoán với bất động sản các anh chị đấy chủ yếu là mình chốt này mbs này idc này đấy là mình coi như là mình bán sạch các anh chị ha mình bán sạch đó coi như là mình chốt lời lại sau khoảng tầm là hơn 2 tháng là mình đánh hai cái nhóm này đó nên là các anh chị chúng ta cần phải phải, nhảy bén như những nh, nh, lúc như thế này thì các anh chị chúng ta sẽ đỡ bị thiệt hơn các anh chị nhé được chưa đó, Tuấn nhắc thêm cho các anh chị chúng ta lần nữa để mà chúng ta chú ý ha, cảnh báo đấy Đó à, rồi ok rồi chúng ta sẽ qua tiếp nhóm dòng ngân hàng thì ngân hàng thì có một cổ phiếu tuấn hơi sai đó chính là STB. STB nó vẫn thực sự là đến thời điểm hiện tại là là hôm bữa là 26 tháng 4 là mình cảnh báo nó lên được khoảng tầm quanh vùng 26 là bán này đúng không? Nhưng mà nó đã xuất hiện một cái cây, à cái cây này nè, cái cây này nó thay đổi tất cả cuộc chơi luôn. Các anh chị em đã thấy nữa nó, nó thay đổi luôn khi mà nó vượt được cái ngưỡng vùng 26 rồi thì tất có nghĩa là đã xác nhận nó đảo chiều đúng không ạ? Nó xác nhận cái đà đảo, đảo chiều thì như thế nào ạ? À, ờ, thì coi như là mình sai thôi. Đấy, ha à, coi như là mình sai thì đúng là thật sự là là, là là là, cách đánh của STB nó cũng rất là khó chịu các anh chị nha. Nó đánh liền tù tì như thế này thì bố ai mà dám mua luôn. Đấy, thật sự nếu như mà có mua thì Tuấn sẽ thay đổi ý và Tuấn mua trong cái phiên này. Đấy. đây là những cái điểm mua này. À, đây là những cái điểm mua này. Đấy, ha. Đó. Thì thật sự là chúng ta cũng sẽ phải như thế nào? Cảnh giác chút xíu. Thì ở đây hiện tại nếu như mà nó vận động giống như như thế này á, thì nó cũng không khác gì những cái mẫu hình như VCB vậy. Đấy, những cái mẫu hình như VCB vậy. Này. Đó. Nó thu hẹp biến động lại các anh chị. ha à. thì có thể khả năng là nó lên đây một nhịp này. Sau đó nó test lại một nhịp rồi nó mới lên lại tiếp như thế này. Đấy, nó sẽ đánh những cái hình vòng cung. Thì ở đây có một mã cổ phiếu nữa. Nó giống như thằng uh, thằng STB uh, này là con sale. Con sale nó cũng đang đánh lên này. Đấy, các anh chị có thấy không? Nó cũng mẫu hình VCB ở đây những cái tuần trước tôi có giới thiệu mọi người rồi đúng không ạ nhưng mà hôm qua nó bị bán với lại hôm nay nó nó vẽ cái chạc thấy ghê nó nó vẽ cái chạc hơi ghê ha các anh chị ha ấy thì lên đây bắt đầu nó có nhịp nó test lại này thì thường là nó sẽ lên đúng không lên này nhúng xuống này test lên này rồi, rồi đó nó mới đi lên tiếp này đó các anh chị mà thấy nó sẽ có những cái giai đoạn hình vòng cung giống vậy này đấy thì SP nó cũng tương tự vậy nó sẽ tạo ra một cái hình vòng cung nó hướng lên các anh chị ha thì theo tôi thấy là nó vẫn có khả năng lên thôi Nó đã xác nhận như vậy rồi Dòng tiền đánh vượt như vậy rồi Thì rất là tốt Thì tôi nghĩ là nó sẽ cố gắng nó đi lên tiếp các chị nha Cũng có thể là do chắc cổ đông thang dữ quá Không chia cổ tức Thì bắt buộc lòng nó phải đánh lên thôi Đúng không Đấy kiểu kiểu vậy Rồi uh, Tiếp theo là mình có thêm gì nữa nha SHB uh, uh, cũng đang tạm tạm Cũng đang tạm tạm Nó muốn bước lên đấy Nhưng mà ở đây ở đây ha ở đây chúng ta sẽ chờ đợi thêm cái gì nha Đấy, ở đây chúng ta cũng chờ đợi thêm ở đây thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm là gì nó sẽ cũng sẽ tạo ra những cái hình vòng cung nó hướng lên này Đấy, các anh chị ta thấy nó cũng tạo ra hình vòng cung nó hướng lên này thực sự là cái điểm mua của những cái 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 gì ạ à? à, Cái những cái mẫu hình mà vòng cung hướng lên này này thì các anh chị chúng ta buộc lòng chúng ta phải mua ở những cái điểm pivot ở như trong cái phiên này thì chúng ta mới an toàn được ha những cái điểm pivot ở đây chúng ta mới an toàn được còn khi mà nó lên đây rồi này đó là chúng ta mua vào thì nó sẽ có khả năng nó sẽ rủ lại thêm một lần nữa, đây, nó sẽ tạo ra một cái hình gì? À? Ở đây nha các anh chị chúng ta để ý đi, nó có thể nó tạo ra một cái trading range mới, ha, à, nó tạo ra một cái trading range mới chẳng hạn, ở đây nó có một cái trading range này, bắt đầu lên đây một cái nữa thì nó có thể nó tạo ra một cái trading range tiếp theo trên này, Đấy, có thể nó lên đây này, lên vùng giá 12 có nghĩa nó nhúng lại nhịp nữa, Đó, các anh chị chúng ta hình dung à, nó sẽ tạo ra một cái bước trading range ở trên này nữa ấy nó xuống như đây nó chỉnh này lên này có thể bắt đầu nó chỉnh xuống lại này rồi nó đi lên tiếp đó, tức có nghĩa là lên đây đúng không nó có thể nó chỉnh về lại xuống đây bắt đầu nó xuống đây đó kiểu kiểu vậy à, có thể là như vậy ha mọi người đừng 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 có nghĩ bậy cái này nha đây là những cái hình vòng cung ha chứ không phải cái, cái 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 bầu 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 gì đâu nha nên là các anh chị chúng ta uh, cẩn thận à em không có, có có suy nghĩ bậy bạ đâu nha đó thì các anh chị chúng ta sẽ hình dung ra cái cách đánh và chúng ta dự đoán được nó có đi theo những cái mẫu hình này hay không để mà chúng ta tính tiếp những cái bước tiếp theo anh chị nhé rồi ngoài ra tiếp theo có Techcombank cũng đang uh, bắt đầu nó chuẩn chuẩn lại thì hy vọng rằng là Techcombank nó vẫn sẽ giữ được quanh cái ngưỡng vùng này nó tái tích lũy ở trên cái ngưỡng vùng này đi Đó. nó tái tích lũy lại ở ngưỡng ở trên vùng này đi thì nó sẽ có những cái gì à? dịp nó test lại nó tạo ra vùng nền mới trên này để nó tiếp tục đánh tiếp trong giai đoạn phía sau các anh chị ha Đấy thì Tuấn Văn sẽ chờ Nói chung là nhịp này Tuấn không có đánh nhiều nhóm dòng ngân hàng Cho nên là mình cũng ít quan tâm Nhưng mà hy vọng rằng là nếu mà dòng ngân hàng nó vào sóng á Thì thị trường chúng ta sẽ dễ kéo lại Trở lại lên lại vùng 1 Đó đó là cái cái lý do mà mình tin là, là, Nếu như mà dòng ngân hàng nó đánh Thì nó sẽ kéo lên được ở vùng 1200 các anh chị Đấy Thực sự là cái biên độ tích lũy của những cái cổ phiếu leader như là BID như thế này thì Tuấn thấy vẫn chưa đủ. Nó mới tích lũy trở lại từ tháng 1 cho tới nay thôi à ấy thì đâu đó nó mất khoảng tầm là phải là 6 tháng có nghĩa là phải mất 6 tháng lên tới đây thì phải mất khoảng tầm là 6 tháng thì nhiều khả năng là nó sẽ đánh vào cái quý 3 thế có nghĩa là khoảng tầm là là là, là à, nửa cuối tháng 6 hoặc là đầu tháng 7 các anh chị ha ấy thì tuấn hy vọng là vậy chứ thật sự là chưa hiện tại vẫn là chưa có 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 có, có chú trọng gì nhiều đối với lại cái nhóm cổ phiếu này các anh chị nha rồi uh, ngoài ra thì chúng ta có thêm một cái nhóm rất là đáng chú ý đó là nhóm xây dựng thì xây dựng rồi có CTD là bắt đầu tôi thấy nó cũng tạo ra bang climax rồi nên là các anh chị chúng ta cũng lưu ý này rồi ngoài ra thì những mà cổ phiếu nhỏ nhỏ khác xây dựng ha như là FCN vẫn vượt lên rất là mạnh mẽ hôm qua ai bán là rất là sai lầm đúng không ạ à? tốn cũng đã có nói với các anh chị chúng ta rồi những cái nhịp chỉnh như thế này là những cái nhịp rất là quý báu cho các anh chị chúng ta mua ấy chẳng hạn như FT này tốn cũng đã bảo với mọi người rồi mua phiên này đâu có gì đâu đúng không ạ à? phi nghiệm sau tăng trần ấy viên em sau nó có điều chỉnh nó giảm nó thì cũng mặc kệ nó đã vào sóng rồi thì các anh chị chúng ta cứ ôm đó mua được ở những cái vùng giá dưới này là trời ơi tuyệt phẩm tuyệt vời các anh chị chúng ta cứ ôm đó nhiều khi nó đánh bần bật 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 lên vùng giá 15 cái một luôn cho anh chị chúng ta xem đó, nhiều khi nó vượt qua được luôn 15 mấy chứ ít gì nha yeah, cho nên là các anh chị mà có hàng cứ nắm giữ giúp tuấn được chưa rồi có con g 36 này hơi ảo này à, ấy, con này hơi g 36 này hơi ảo ha nói chung là benny mà rồi LCG nó cũng tích lũy chưa có đủ đâu Nên là các anh chị chúng ta cứ chờ thêm thôi Kiểu gì á, nó gãy xuống dưới đây này Nó lên nó phục hồi Rồi nó lại, nó quay về nó lại nhúng thêm một nhịp nữa à Nó sẽ phải như thế nào ạ à? Cung ở trên đây vẫn còn nhiều lắm các anh chị Lên đây test cung giảm này Giảm xong xuống này Nó đang ở cái thế này giống như con BVC vậy Đây này Lên này Giảm xuống này, các anh chị người ta thấy nó có vượt đâu không? Volume vẫn có vào này, nhưng mà volume này là volume gì? À, volume này vẫn là sẽ phải là cái volume mà nhiều hàng quá nó không thể nào nó đánh vượt được đúng không thì bắt đầu nó sẽ rủ lại rủ lại rủ dần lại rủ dần lại sau đó nó bắt đầu nó mới tạo ra những cái điểm mua ở phía dưới này ở những cái điểm mua sớm hoặc là những cái điểm mua ở vùng nền ha thì đấy các anh chị chúng ta cứ lưu ý như vậy thì lcg nó cũng tương tự thôi nó cũng lên đây nó gặp lại vùng đỉnh này này volume bắt đầu vào không có đâu đây là những cái lượng volume mà còn kẹp hàng đây người ta ráng người ta ra đó ai mà vào là giúp người ta đẩy ra một cái lượng hàng Đấy để người ta thu tiền về người ta chờ người ta giảm lại người ta mua Đấy thì Tuấn nghĩ là nó sẽ phải chỉnh về lại sát quanh cái ngưỡng vùng giá 12 này Rồi sau đó nó mới đánh lên nha yeah. Thì đâu đó những cái mà cổ phiếu như đầu tư công nó cũng sẽ mất một khoảng tầm là một tháng Cho tới từ cái điểm này nó cũng mất một tháng cho tới một tháng rưỡi à, 6 tuần Đấy, Tuấn nghĩ là 6 tuần các anh chị Còn lâu thì khoảng tầm là hai tháng thôi hai tháng nhé Cho nên là mình chờ chứ mình chẳng có vội gì đâu ha à. Rồi bữa giờ là Tuấn Tham Minh rất rất là chuẩn chỉ luôn ấy Nên là mọi người có nghe được thì thì cũng xin chúc mừng các anh chị ha Bây giờ là mình mình đánh cảm giác như là mình đã quen những cái bài như vậy rồi những Đến cái những cái lúc nào là cổ phiếu nào chạy thì mình sẽ nhảy bén mình nhận diện ra Các anh chị ha Rồi thép thì sao Hôm nay thép thì vẫn hôm nay có một cái sự điều chỉnh trở lại Nhưng mà với cái volume, cái volume tương đối là thấp Thì ở đây thì Tuấn nghĩ là à, có thể nó sẽ điều chỉnh trở lại có thể nó cũng sẽ có khả năng nó điều chỉnh về lại 15.2 đấy nó cũng sẽ có khả năng nó điều chỉnh về lại 15.2 nhìn thì cũng giống con lcg đúng không các anh chị nó cũng giống lcg nhưng mà mình cũng kỳ vọng là bắt đầu nó sẽ tạo ra một cái bước nền từ vùng 15.4 Đấy, bắt đầu mình nó tạo ra mùa 15.2, 15.4 gì đó, quanh cái ngưỡng này. Để bắt đầu đi sai ở đây, thì những cái cổ phiếu này thì mình cũng sẽ à, uh, kiên nhẫn, mình nắm giữ, mình mua giá 16 anh chị ha. Mình mua giá 16 và mình sẽ kiên nhẫn là mình À, coi về lại những cái vùng giá phía dưới này 15.4 thì mình sẽ canh mình mua thêm các anh chị nhá trong nhóm này thì có ghé là mạnh nhất rồi ghé là cái con dẫn đầu thì em nghĩ là nếu như mà thuận lợi thì Vega nó cứ nên đi ngang ở đây nó tạo ra một cái nền ngắn ở trên này thì nó sẽ ok hơn à. rồi hòa phát cũng tương tự như vậy này đẩy lên này dưới này là vol Hôm bữa là Tuấn cũng có nói rồi nó không có đạt được yêu cầu đâu bắt đầu nó sẽ phải tái tích lũy lại ở những cái vùng trên này nữa nha Đấy, đừng có lên vội lên vội quá thì làm sao mà, mà chờ được những cái con khác nó tăng đúng không ạ chờ thôi cứ chờ các anh chị nha cứ nắm giữ và chờ ai, ai thực sự mà có TLH này SMC này rồi VGS này thì các anh chị chúng ta cứ chờ sẵn đó chúng ta nắm giữ chúng ta chờ chờ gì chờ những cái con như là HSG hay là hòa hòa phát nó có có khả năng nó đi lên này hay là Nam kim cũng tương tự như vậy nha Nam Kim thì đợt này nó hơi yếu rồi, do là nó không có được vay mà gì đấy, cho nên là nó yếu. Đấy, <laughs> thì nhìn chung là tới đây là cũng bắt đầu là 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 ngày 11 tháng 4 rồi đấy từ 4 đến 6 tuần bắt đầu cũng tích bị trở lại rồi nhưng mà nhìn chung mà nó 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 lâu hơn dự kiến các anh chị ha lâu hơn dự kiến rồi ok uhm, qua nhóm điện thì nhóm điện cũng có tin tức tốt này không biết là nó có đánh lên được nhiều không nhưng mà tuấn không thường xuyên tuấn đánh dòng điện cho nên là, là 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 mình không có 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 theo dõi nhiều Đấy, bữa giờ là TV2 cũng đánh này. À nhưng mà thôi. Ủa VSH đánh ghê nhỉ, con này cũng lâu lắm rồi không nhìn ra. Đấy, nền trong nền này, ủa oh, đẹp thế nhỉ. Ừ. GEG GEG cũng có khả năng lên nhưng mà gặp kháng cự rồi. Có khả năng tạo ra một cái cốc tay cầm ở đây nhá. Rồi ok, à, thì chắc thôi là mình xin phép được kết thúc cái video tại đây ha. À thì có nhiêu là tuấn cũng đã sâu hết cho mọi người những cái góc nhìn của mình rồi Đấy, tuấn chỉ đang chờ cái nhóm dòng dầu khí này nó bứt thoát được khỏi những cái vùng đỉnh ông bbb này cũng là một cái cây khá là thú vị này thì có thể là chú ý thêm con bbb này nhưng mà cái 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 cái, cái vốn hóa nó nhỏ với lại là cái thanh khoản nó bé quá cho nên là mình không có khuyến nghị được cho cái rung khách hàng của mình Đấy, thì anh chị nào có coi được video này thì có thể là chú ý được thêm bbb nhé ha à, bbb ở thì bên mình là bên mình đang đánh chủ đạo của con BVC này Cũng như là BVS, BVD BSR thì mình không dám lấy do mình sợ nó nặng mông quá Đấy ha. Ok, rồi xin cảm ơn các anh chị chúng ta đã quan tâm và lắng nghe theo dõi video ngày hôm nay Nếu mà thấy hay và bổ ích hãy cho Tuấn một like cho video này Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh Nếu mà các anh chị chúng ta lần đầu chúng ta theo dõi nhé. Rồi xin kính chào và hẹn lại các anh chị chúng ta ở những cái video tiếp theo Chúc cho các anh chị chúng ta một buổi tối thật là vui vẻ nhé.